dễ quên một cái điện thoại ở trên xe taxi. Đây, tao nói đi du lịch ở đâu là sẽ có bạn nhận ra luôn. Bạn cái Dindo mà cũng có người nhận ra luôn. Trời, bạn fan này siêu đáng yêu luôn. Thank you em. So, tụi mình là Heron. Samina. Hôm nay tụi mình đi du lịch. Đó, có ai thấy cảnh này quen thuộc không? Ba tôi mà ngồi chung với nhau là vậy đó. Ok, mình đã tới sân bay của Indo. Ở đây, tụi mình nhìn trên đây. Mỗi lần mà tới sân bay một cái là mình sẽ ngước lên những cái bảng này để xem quay tiếng Indo sẽ như thế nào. Nhưng mà mình nhìn thấy... đúng là mình đọc không hiểu với trơn luôn các bạn. Đó. Đó, nói chung là chơi mừng các bạn đến với Indo. Còn bây giờ đi thôi. Tụi mình tốn tổng cộng là 400 tiền Indo để mua gọi là gì ta? SIM. Đó. Điều đầu tiên tới một đất nước thì chúng ta phải mua SIM nha các bạn. Còn nếu không các bạn sẽ không được lên mạng nha. Và chuyến đi Indo lần này của tụi mình đó chính là cổ vũ ca, gọi là tham gia, gọi là gì ta, giải đấu ấy bạn. Đó, nói chung là chuyến lần này thì đi hơi vội đó bạn. Trời đất ơi, hôm nay là mình đặt vé bay, đặt khách sạn rất là vội luôn. Đó nên là mình đặt khách sạn nhỏ thôi chứ không đặt to lắm, tại mình đi vội mà đúng không? Đó, nói chung là khách sạn này cũng vừa vặn, cũng gọn gàng, nói chung là nhỏ nhỏ bé xinh xinh thôi. Đó, chính xác là mình gọi là đi, gọi là mang tinh thần ủng hộ Kairon đó bạn. Đó, thấy chưa? Đó, vừa đi hẹn hò mà vừa đi cổ vũ bạn. Ủa, sao cảnh này nhìn tình tứ quá vậy ta? Trời ơi, trời, cái gì vậy? Đó, ok, thì những cái phòng của tuyển thủ thì sẽ có những cái lời chúc trên trên gương các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa? Đó, và đây, sau khi gọi là gì ta, đặt phòng xong cái là tụi mình tới, mình đi ăn một cái quán siêu đặc trưng của Indo luôn. Đó, bạn ơi, nhìn nè, mà đây lão ha, đồ ăn với là giấy, nói chung là đồ ăn hay dĩa sẽ được bọc một cái lớp màng bọc thực phẩm, mình ăn cái gì mình mở cái đó ra. Ồ, đúng lạ luôn á. Giờ sẽ ăn thử đồ của Indo như thế nào nha. Rồi, bây giờ chúng ta cũng bắt đầu ăn đồ Indo nha. Và đây là cũng là lần đầu tiên Sam ăn đồ Indo luôn các bạn. Đó, vì mình thấy là đồ Indo hình có rất nhiều người gọi là ăn, gọi là phong tục đó chính là ăn bốc các bạn, ăn bằng tay, nên mình quyết định sẽ ăn thử để coi trải nghiệm. Đó, trải nghiệm nó như thế nào đó. Thì nói chung là ăn bằng tay thì mình cảm giác nó cũng giống như ăn gà bằng tay á bạn. Nhưng mà nó khác cái là ăn cơm á thì mấy bạn lấy muỗng thì sẽ dễ hơn đúng không? Còn mà nếu mà ăn tay nó khó lắm mấy bạn ơi, nó không có dễ lắm đâu nha. Trời ơi, đó, tôi ăn nhiệt tình, tôi ăn quá trời ăn luôn, nhưng mà mùi vị của Indo thì mình thấy là gì ta, vị nó sẽ khá là cay, khá là nồng, nói chung là vị nó sẽ gọi là mặn nhiều hơn nha. Mặn thì rất là mặn, ngọt thì rất là ngọt, cay thì rất là cay, nói chung là về mùi vị nha, rất là nồng. Đó, bản thân mình thì mình ăn không có hợp lắm, nói chung là ăn vẫn được nha, nhưng mà cũng hơi cay. Đây là trứng như thế gì vậy? Ôi, cái gì mà cay quá vậy? Cay đâu? Cái gì mà cay quá vậy? Ủa, bình thường mà. Trời ơi, cay hả? Cay quá. Và bây giờ Sibidao sẽ biểu diễn ăn trong vòng 1 phút hết một cái bàn. Đó, các bạn thấy nhanh không? Đó, trời ơi, mình có siêu năng lực mà. Nói chung là đồ ăn Indo ăn vẫn được. Đó, nhưng mà tại vì mình hay ăn lạc á nên là cũng không quen lắm. Nói chung là cũng được. Ok, sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ đến với cửa hàng tiện lợi ở Indo. Nhìn có vẻ đẹp nha, để xem có bên trong có gì nha. Con nít nhưng mà sao nó dễ thương vậy? Cái này là của đồ chơi của con nít nhưng mà sao mình thấy nó dễ thương quá ta? Khiếp ta. Có rất nhiều loại bim bim nha mọi người. Nên là mình sẽ thử bim bim này. To nha. Thử nha, thử cái loại này nha. Chưa giờ ăn nhưng mà không biết. Cứ mua thử. Tại nói qua Indo một phát ha, trời ơi, đồ ăn vặt nó quá trời, quá đất các bạn ơi, loại gì cũng có luôn. Đó, mình sẽ cho các bạn biết một sự thật rất là bất ngờ luôn. Cái bánh mà Napati các bạn, cái bánh mà tuổi thơ của mình ăn nha. Hay ăn à, đó cái bánh này nè các bạn. Đó, cái hình như cái hình á, thì bánh này được sản xuất tại Indo nha các bạn ơi. Đó, được ra đời tại Indo nha. Trời ơi, nghe sốc chưa? Oh my god. Còn đây là hai anh chàng đẹp trai đang ngồi gọi là mua đồ ăn, không biết mua cái gì hết trơn, nó ngồi gãi đầu đó, thấy chưa? Anh trai đẹp trai dễ sợ chưa? Còn mang áo cặp nữa chứ bộ, hay áo xanh lè đó, thấy chưa? Hai cái anh này dễ sợ chưa? Đi hẹn hò với tôi mà sao giống như đi hẹn hò với cai vậy đó. Còn hai chị em tôi nè, hello, xin chào hai cô gái đang mua đồ ăn vặt tại Indo, siêu dễ thương luôn. Các bạn ơi, mình nghĩ cái rất là hay chứ, là Simmy vừa tặng cho mình một cái mít, một cái mít quá. Mình khá là thú vị.
và mình sẽ quyết định móc vào cái điện thoại của mình cho mình nhức đầu một chút. Em muốn nhìn điều gì thú vị không? Đó, sau khi mua đồ xong thì tụi mình đứng đây chào chào cho nó vui các bạn, chứ mình không biết làm gì nữa, nói chung là cũng vô chi lắm. Đó, mua đồ xong thì tụi mình về nhà, tụi mình bóc đồ ăn ra tụi mình ăn. Đó, ăn xem phim, đó người xem phim này, đó cặp kia thì đang xem phim, cặp này xem phim. Trời ơi, sau hôm nay clip hẹn hò Phong Cận mà tôi thấy Carol hẹn hò riêng với Phong Cận của tôi hơi bị nhiều đó nha. Trời đất ơi là trời, không biết là clip này là Sammy Đào hẹn hò với Phong Cận hay là Carol hẹn hò Phong Cận nữa. Các bạn nào comment phía dưới sao biết là clip hôm nay là clip gì không? Trời ơi, tôi thấy hơi lạ đó nha. Lạ quá như lạ, lạ lắm mà nghe. Mệt ghê luôn à. Đó, sau khi xem phim xong thì mình làm gì đó? Ăn bánh, ăn đồ xong phải đánh răng nha bạn. Đó, có bạn nào bây giờ tối ăn vặt xong không đánh răng không? Đó, bạn nào mà không đánh răng nha là sâu nó ăn răng nha. Trời ơi, răng xấu đó. Đó, nên là phải nhớ ăn xong là phải đánh răng. Đó, ít nhất là một ngày phải hai lần. Đó, hay chờ đánh. Đó, rồi vậy mới sạch chứ đúng không? Mới gọi là trắng răng. Đó, trời đất ơi trời. Cái đoạn này tôi thấy Phong Cận đánh răng nhìn hài quá các bạn. Nhìn đúng hài luôn á. Đó, để đăng xong một cái là sạch sẽ đi ngủ khò khò. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở sáng ngày mai nha. Đi thôi, đi ngủ. Ngày 2 tại Indo. Và đây là outfit của mình. Các bạn thấy như thế nào đừng quên của mình nha. Riêng mình hơi bị dễ thương đó nha. Đó, đây là outfit của em mình. Trời ơi, quá trời đáng yêu luôn. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã tới chung phê rồi. Bây giờ mình sẽ ăn phê cùng với Simi. Bây giờ chị sẽ đi lượm phê thôi. Em đang muốn lựa bánh gì? Mua đi nhiều bánh luôn á. Hôm nay là một cái bữa ăn buffet rất là hoành tráng. Đời bánh mì chính. Thì đây có rất nhiều món mà từ lớp 1 luôn đây. Các loại bánh. Thì sáng sớm thì mình bột yếu lắm nên là mình sẽ ăn bánh mì thôi nha. Mì với tất cả các loại sốt. Lắp mất ban hết kia chỗ này bắt đầu luôn. Sau đó mình sẽ nướng bánh mì ở trong cái chỗ này nha. Mình sẽ nướng bánh mì bỏ vô cái lò này nha mọi người. Nó sẽ chạy vô. Đúng vậy. Đó. Mình nướng bánh mì cháy rồi mọi người ơi. Cháy rồi. Trời ơi, nó cháy đen luôn. Người ta làm bánh mì cháy đen luôn. Cái gì là nó cháy? Cái gì nó cháy rồi? No. Thì nói chung cũng may quá bạn ơi. Đó, sáng không biết đi ăn ở đâu. Tại vì đây là lần đầu tiên mình qua Indo mà mình cũng search trên TikTok cũng không biết chỗ nào. May ghê luôn á. Cái khách sạn này có gọi là dinner buffet bạn. Khi các bạn đặt khách sạn đây sẽ có một phần ăn sáng miễn phí nha các bạn. Trời ơi, tôi nói thích, dễ sợ thích luôn á mọi người ơi. Đó, nói chung là mình ăn bánh mì cùng với trái cây mấy bạn ơi. Với là gọi là da ua. Đó, đây là một buổi sáng đơn giản thôi. Không biết ăn gì, cứ ăn mấy cái này là auto gọi là gì ta, dễ nuốt luôn. Đó, đây. Đó, mình ăn bánh mì Bánh mì màu đen thùi lui do mình nướng được các bạn ơi. Đó, bánh mì này là do mình báo thủ nha. Bạn nào thắc mắc thì cứ coi tua là clip trước là biết liền. Đó, ăn bánh mì bơ với là gì ta, ăn chiếc cây. Đó, nói chung là một buổi sáng đơn giản. Đó, trời đất ơi trời, nói chung là đồ ăn miễn phí á bạn ơi. Ăn là không chê được. Đó, nó ngon quá. Đó, ăn miếng da ua này. Đây là da ua gọi là gì ta, vị gì mình quên rồi bạn ơi. Đó, nói chung là cũng ngon, cũng được. Nói chung là 10 điểm. Đồ miễn phí là auto 10 điểm. Rồi, ok. Và sau khi ăn xong tụi mình sẽ tới trung tâm thương mại của Indo. Các bạn biết sao không? Nhìn cái con này nè. Trời ơi, tôi nhìn một cái tôi biết liền luôn. Các bạn biết con gì không? Cái con gọi là cái con mà ngồi trong phòng mình á, mình không biết con này đọc là gì, Beric hay là con gì đó. Trời ơi, tôi tưởng là cái này cái con là chân trong phòng tôi mà. Đó, trời ơi, nó y chang luôn. Nhìn sốc dễ sợ luôn, mà nhìn cũng dễ thương, đáng yêu đó. Rồi, đó. Nói chung là ở trong cái trung tâm thương mại Indo cũng rộng, nói chung là cũng nhiều thứ. Đó, nhưng mình cũng mua được nhiều đây. À, coi, đặc biệt ở đây. Ở đây có bóp mắt bán Labubu. Trời ơi, biết sao không? Đây là cái gọi là phiên bản mới nhất của Labubu các bạn ơi. Nghe nói là người người nhà nhà đang săn Labubu các bạn ơi. Nên thôi, mình thử qua bên Indo mua thử xem sao. Các bạn ơi, tụi mình muốn mua được Labubu thì các bạn phải xếp hàng nha, nhìn nè. Oh my god, mà cứ nghĩ vô đây mua bình thường luôn các bạn, nhìn nè. Từ tôi sẽ zoom cho các bạn thấy. Đây, trong này có rất nhiều. Đó, nhưng mà phải xếp hàng. Oh no, oh no. Cái gì cho
kìa. Em bị nhiều quá luôn. Ủa ơi. Ê, rồi cái này có chắc là chị em tôi có lấy được xì lót không nhỉ? Khổ rồi. Có khả năng chiều. Chiều. Các bạn ơi, mình đang ở trong trung tâm thương mại của Indo và mình phát hiện ra một điều rất đặc biệt, đó chính là đậu muối. Ông đậu muối nhà mình ở đây nè. Nói chung là nãy mình không mua được La Bu Bu thì mình phát hiện ra đầu này có cái gì bạn? Đầu này có Baby Shark Dudu. Trời ơi trời, đúng không? Trời ơi, mình không mua được La Bu thì mình mua Shark Dudu các bạn ơi. Đó, linh vật của mình, không sao. Không có gì buồn các bạn ơi. Đó, cái con Shark Dudu này nó còn bỏ được đồ đấy mà. Đó, trời đất ơi trời, đây là thôi, chốt em này nha, chốt đơn. Không sao. Kính chào nè. Bông tắm đậu thúi. Trời ơi, đậu thúi mà biết tôi mua. Thật ra mình có thể mua quà cho đậu thúi đâu, cái mình sẽ tắm cho đậu thúi, cái thực ra tắm cho người, nhưng mà mình mua tặng đậu thúi được không ta? Mình tắm cho ông đậu cũng được không ta? Đây là loại hình tròn đây, hoặc hình hình bằng tay, không biết mua nào ta? Đậu thúi. Ok bạn ơi, mình đang ở trong cái khu gọi là khu đồ gacha, rất nhiều cái món đồ rất là đặc biệt luôn. Đây. Đó. Nhiều đồ mô hình lắm luôn các bạn, nhưng mà mình lại phát hiện một cái gì đó rất là chấn động. Mình lại phát hiện một thứ rất là dễ thương luôn, đó chính là mô hình phiên bản đậu thúi. Trời ơi nè. Trời đất ơi, sao đi đâu mình cũng gặp được đậu thúi vậy. Thôi, nói chung là hôm nay là gặp khá nhiều đậu thúi nha. Đó, gacha nè. Đây, gacha đậu nè. Trời ơi, đáng yêu quá à. Ok, bây giờ mình sẽ mua một hộp để gacha coi mình có trúng được gì ta, đậu thúi không nha. Đó, đây nè. Đây thì có rất nhiều hình đậu thúi nha. Đậu thúi học đại học nè, đậu thúi ăn nè, đậu thúi trực ván nè, đậu thúi cắn đồ nè, đậu thúi ngầu nè. Mình khá thích cái đậu thúi ngầu này nha, nhìn bạch lắm mấy bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy hộp nào ta. Đây có tổng là 6 hộp, 1, 2, 3. Đó, không biết là lấy hộp nào ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, cái gì ra cái này. Ok, mình lấy cái này nha. Mình không biết có ra được cái đồ mình thích không, nhưng mà thôi kệ, nhốt đơn. Đây là thứ tôi vừa mua được các bạn ơi. Đây. Đó. Cổng nhà. Đó. Ok em. Ồ, 300 đây. 324. Đó. Ok, 324 đồng ruby các bạn. Đây, đó, mua con Shark Dudu một phát là phải treo lên cặp mấy bạn ơi. Đó, người ta treo La Bu Bu, tôi treo Shark Dudu. Trời ơi, bạn nào thấy cái ý tưởng này hay không đừng quên comment nha. Trời ơi, riêng mình là 10 điểm không có nhân nè, quá trời dễ thương luôn. Ho, đang làm người thường tự nhiên biến thành hai nữ hoàng song sinh, quá trời đáng yêu luôn. Ủa gì kỳ vậy? Cũng tự nhiên bị thả cơm chó ngang vậy, cái gì kỳ cục vậy trời. Đây, thì sau khi mua đồ xong thì tụi mình sẽ quyết định chụp photo book nha bạn ơi, cái nơi mà tụi mình thích nhất. Đó, hồi đoạn này mình đang soi gương thì bỗng nhiên có một hiện tượng lạ xuất hiện. Đó. Thì bạn đã thấy gì chưa? Ok, mình tua lại clip nha. Và đây. Trời ơi, đâu ra em bé nào dễ thương dữ vậy? Trời ơi trời. Cảnh sát, chỉ là cảnh sát. Tôi sẽ bắt tội phạm, tôi sẽ bắt cô. Biết vì sao không? Tại cô quá dễ thương. Nè, hỏi với chị đó. I'm a bully. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao anh Phong cũng đi theo đúng không? Tại vì ông ngủ rồi bạn ơi, ông buồn ngủ quá nên để tôi lại cho cặp đôi phát cơm chó này đó. Nhưng mà hôm sau thì tôi cũng quậy dữ lắm bạn. Đó, thì giờ quậy chưa? Đó, đi chụp là phụ mà quậy là chính đó, thấy không? Trời đất ơi trời, đi qua Indo rồi mà còn quậy quá trời quậy, báo quá vậy báo luôn đó. Chụp cái hình bèo dạng. Đó, sau khi chụp hình xong thì mình sẽ được thoải mái chọn cái khung với bạn ơi. Đó, thì sau khi gọi là chọn qua, chọn lại, chọn lui, chọn tới thì mình sẽ chọn cái khung màu trắng này nha, cho dễ thương các bạn. Đó, cho nhìn cho dễ thương. Đó, sau khi chọn xong thì mình sẽ nhấn nút in nha bạn. Đó, đợi khoảng tầm là 30 giây đến 1 phút thì sẽ in ra được ảnh. Đó, đẹp chưa, thấy chưa? Trời ơi,
Nhìn cái tấm này là thấy tôi thấy mắc cười các bạn. Đó, trong tất cả hình này các bạn thích tấm nào nhất? Đừng quên các bạn bị sao biết nha. Còn riêng tôi thích tấm báo thủ nha. Đó, tấm đó hài chết luôn á. Đó, rồi đây. Trời ơi, đi ngang có một cái chỗ, trời ơi, cái quán gì đó nhìn như hoạt hình vậy đó trời. Nhưng mà các bạn thấy gì không? Người ta có cặp đôi, người ta thả cơm to, người ta chụp hình với nhau. Tôi đâu có cặp đâu. Không được. Bây giờ hai người cứ thả cơm chó không được. Bây giờ tôi Phong Cận sẽ sắp thả cơm chó nên bạn nào xem ngay đoạn này nha, tắt video nha. Còn nếu không bạn sẽ bị ăn cơm chó đó chính là. Give me your hand. Bây giờ hai tụi mình sẽ đi ăn nha mọi người. Đói quá. Hôm nay đói không? Đói. Bây giờ muốn ăn gì? Muốn ăn cơm. Cơm hả? Ok, tụi mình sẽ đi ăn nha. Ăn bốc. Không làm em như thế, không làm em phải thích mày quá. Oh my god. Đó, cái này là tôi cảnh báo trước nha các bạn. Đó, thả cơm chó mà mấy bạn nè, mà ngày cảnh này thì có thể tắt clip nha. Đó, trời ơi trời, bên kia cỡ này Sam cỡ nào. Đó, nói chung là sau khi thả cơm chó này xong thì mình đã gặp một cái chuyện mà không hề mong muốn xảy ra các bạn ơi. Nói chung là chuyến đi chơi rất là bất ổn nha. Đó, nhắc lại là rất bất ổn nha. Và chuyện xảy ra như thế này. Ok bạn ơi, chuyện lạ nhưng mà có thật tại Ấn Độ nha. Đó chính là ông Phong Cần ông để quên một cái điện thoại ở trên xe taxi. Trời đất ơi là trời, không hiểu sao mà để quên trên cái xe các bạn ơi. Trời ơi, đây là còn ở nước ngoài đó chứ các bạn. Trời đất ơi, này là mình đã gọi cái điện thoại của Phong Cần là tầm 6-7-8 cuộc luôn đó. Và tài xế không bắt máy. Và sau đó mình phải nhờ cai nhắn tin cho bác tài xế. Và sau đó bác tài xế rep lại, sau đó gọi lại mình. Trời đất ơi là trời, không hiểu sao luôn á bạn. Trời ơi, chuyến đi đôi bất ổn luôn á, nhiều cái bất ổn lắm luôn á. Trời đất ơi là trời, quá trời đất luôn. Thấy gọi chưa? Gọi hết rồi. Oh my god. Đâu? Quá buồn luôn. Mày có không mất. Trời ơi. Mất cái điện thoại cái mất. Hồi nãy Phong xuống gặp ảnh thấy là Phong Phong bo chẳng 100 ruby luôn. 100 luôn hả? 100 ruby là 200 ngàn. Không, thật ra nha, cái vấn đề á không phải là 200 ngàn nó nhiều hay ít đâu. Mà vấn đề á là ở chỗ nếu như anh ấy không trả lại cho mình á, anh ấy bỏ giữ luôn, anh ấy bảo là anh ấy không thấy á, thì coi như mình cũng mất luôn. Thì mình mua lại cái điện thoại cũng tốn tận mười mấy, 20-30 triệu rồi. Cho nên là 100 ruby để gửi anh ấy thật sự là để cảm ơn anh ấy rất là nhiều luôn á. Cái nào Phong cần biết cái gì á, ông quên hai hồi hai lần rồi. Tại vì Phong thiệt luôn á, mấy bạn biết không, Phong mở cửa ra xong Phong đứng Phong lục đồ nè, Phong kiểu mọi người kiểm tra cái chừng quên đồ nha. Xong nó ổng là người quên đồ. Không phải là người quên đồ. Thôi bây giờ tôi sẽ cho cái mẹo này nè Phong. Đây. Đây đưa đưa. Thôi cái này của Sam rồi. Không, tôi không có giận. Phong có cái khác, Phong tự cái khác. Mệt ghê luôn, hôm nay là bất ổn luôn á. Trời, mất cái điện thoại. Nhân sinh CEO. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ review những cái món mà hôm nay mình đã mua được nha. Mua được ở gì ta? Ở trung tâm thương mại ở Đinh Đô nha. Đó, ok, thì món đầu tiên chính là một cái gọi là gì ta, cái găng tay tắm hình bé đậu thú, dễ thương chưa? Ôi cái này mà nó tắm người một phát là sạch sẽ dễ sợ luôn bạn. Đó, luôn nhớ về đậu thú nha các bạn. Đó, dễ thương chưa? Rồi ok, cái thứ hai đó chính là cái này là mình được sim tặng nha. Cái này mình được sim tặng. Đây mình được sim tặng, bây giờ mình mới uống nè. Từ cái này nghe đồn là nãy sim. Cái nước này nước của Nhật Bản các bạn. Bây giờ muốn uống là mình phải đè cái nút này xuống. Đó, và con viên bi ở trong này sẽ rớt xuống. Đó, không biết là nó có chảy nước không nên mình sợ với luôn á. Từ đây mình thử nha. Rồi. Sợ hãi, không biết nó có bị gì không. Ủa, cái này mạnh quá hả? Phong ơi, tao phụ tôi rồi. Cái nước này nè. Nước gì? Nước là phải đè xuống nó mới uống được. Đây, từ từ nha, rồi để đây, đừng để cái thấy người ta, để cho để mấy bạn fan đấy, từ từ nha, từ đứng đó, để này xuống đúng không? Đúng rồi, từ từ để người thấy nha, chảy nước á, chảy á, nó chảy kìa, đó, rồi xong một ly nước có viên bi bên trong nhé mẹ, đó có viên bi bên trong là đó. Đó, một chai nước có viên bi bên trong. Đó. Và theo như mình biết được cái viên bi này không biết giúp làm gì không? Gì? Để cho trẻ em uống được bị sặc. Tại vì nhiều lúc đổ nước xuống bị sặc á, thấy không? Trời ơi, tâm lý dễ sợ đó. Thực bi người ta là bi là để chơi đâu, bắn bi không? Bi là để mình bỏ vào bên trong để uống nha. Mm.
cũng ngon nha. Được nha. Ổn. Rồi ok. Còn gì nữa ông ta đây, cái hình này thì đơn giản thôi, hình đi chụp ảnh thôi, không có phong cận, tại ông không cần đi ngủ. Trời ơi, tức ghê luôn á, tấm hình người ta đi chụp đẹp nhưng mà mày ổng đi ngủ mà. Trời ơi trời, rồi bây giờ phần cuối cùng. Ga cha đậu thúi Phong ơi, ông tới đây ga cha với tôi không? Đây. Đây là hình của đậu thúi. Đó, mình đã mua một cái hộp. Đó, đẹp chưa? Đây, đây, nhìn nè, nhìn nè. Một hộp, đây. Để ghế ngồi đi. Hình đậu thúi hả? Nè nhìn nè. Cái này là đậu thúi đúng không? Chỉ có đậu thúi ham ăn nè các bạn. Rồi. Đây, mình định mua nhiều nhưng mà tại vì mình thấy cái nhân vật nào cũng đẹp nên thôi mua một con thôi để tặng con đầu. Đây là quà của đầu nè. Đó. Sao đẹp không? Sao thui vậy? Nó thấy đẹp không? Thì ông tắt chứ, hay tắt đâu? Ông tắt mà. Open the door, mở điện. Đó. Ok. Đây. Dũng đậu thúi không? Nhìn nè. Này, đậu thúi đúng không? Ừ. Đó, nhìn nè, giờ ông thích hình gì? Đây là hình gì ta? Đậu thúi ham ăn. Nè, tôi nghĩ là tôi thích đậu thúi ham ăn rồi đó, tự nhiên thích đậu thúi ham ăn đậu á. Ờ, thấy dễ thương. Đây là đậu thúi ham. Sao sao không mua nhiều nhiều xíu? Ờ, mua ít thôi tại vì con nào cũng dễ thương. Đây nè, đậu thúi ham ăn nè, đậu thúi xương, đậu thúi thằng chết hả? Dọa ma, đậu thúi xiếp nè. Đậu thúi hết thốt nè, đậu thúi chơi là có hai cái vip nè. Ồ, đó. Đây. Nhưng mà mình thì mình chắc thích nhất là đậu thúi ham ăn các bạn. Tại con đậu là nó chỉ ngoài ăn mới ngủ ra không làm gì hết trơn á. Rồi, biết đâu ra con viết luôn sao? Viết hả? Tôi thích đậu thúi ham ăn cơ. Rồi, ok, thử ga cha nha. Đó. Ga cha thì phải sao nè? Đó. Ú, to nha, to nha. Rồi. Nè, nè. Đó, có bóp đúng không? Cái tiếng đúng không? Rồi. Đậu thúi ham ăn cái là tuyệt vời luôn, gì đây? Ôi, vậy thôi à, đậu thúi xiếc nè, nhìn nè. Gì xiếc, cái này là diễn diễn ảo thuật, diễn phong cận. Đây, đó. Diễn xiếc không, nè. Cái này là diễn xiếc. Đó, thấy chưa, nhìn nè, cái mông này, mông trái tim này đó, thấy chưa. Thích chưa, thích chưa, yên đậu cực kỳ thích chơi đồ chơi nha các bạn. Không hiểu sao cho đậu cực kỳ thích chơi đồ chơi nha. Đó, con cầm đi, có cái thẻ trong nữa, từ từ. Này. Ôi, dễ thương như nè. Đó, rồi. Đó, quà cho đậu thúi nha, về nhà có quà nha đậu thúi ơi, sướng chưa? Đó, ở đây Việt Nam không có nha, Việt Nam mình không thấy có, nhưng mà ở nước ngoài thì lại có cái con này, đó. Ok, có quà, có hai món quà liên quan đậu thúi nè, đó. Dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Cái này chườm bụng cho đậu thúi hả? À, không, này là tắm đồ tắm cho mình. À, cái này đồ tắm hả? Gà người đó. Này là để tắm cho đậu thúi nè. Không, tắm cho mình. Tắm cho đậu thúi đi. Không, đó, ok vậy nha, chưa dĩ chuông. Ok bạn ơi, đó là một ngày mình đã phong cận hẹn hò Ấn Độ, các bạn thấy như thế nào? Đừng quên comment video sao biết nha. Thì đây mới là phần 1 của Ấn Độ nha. Phần 2 hơi bị hấp dẫn đó nha. Phần 2 đó chính là ngày mình phong cận và Simmy sẽ cổ vũ K-Don đi thi đấu. Nghe thấy hảo ngồi đúng không? Nên các bạn đừng quên like video thật nhiều nha, để mình có thể có phần 2 vlog tại Ấn Độ. Còn bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn lại, bye bye.